công ty cổ phần Pride Group chuyên sản xuất gạch ốp lát các loại, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở 6 tỉnh thành trong cả nước. Chỉ tính riêng tại Vĩnh Phúc có trên 4.000 lao động. Trong năm 2014, Pride Group đã cung cấp ra thị trường hơn 70 triệu mét khối gạch ốp lát các loại. Doanh thu đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập đoàn Pride Group luôn quan tâm thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty. Thực hiện chương trình công tác năm 2015, công đoàn Pride Group xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho người lao động. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Pride Group cho biết. Triển khai cái chủ trương của Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, thì tập đoàn Pride đã phối hợp tổ chức cái đợt tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và tìm các cái giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Việc này nó nhằm tạo mấy mục đích. Cái thứ nhất là hạn chế các vụ tai nạn giao thông để bảo vệ tính mạng sức khỏe cho người lao động của Pride, để xây dựng cái lực lượng lao động phát triển bền vững cho tương lai của Pride trong những năm tới tiếp theo. Vấn đề thứ hai, làm tốt cái công tác an toàn giao thông để chúng ta lập lại kỷ cương trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Đây là một nếp sống văn hóa, một nét đẹp của xã hội chúng ta mà trách nhiệm của mọi người đều phải thực hiện. Trong đó có tổ chức công đoàn của chúng tôi. Vấn đề thứ ba là làm tốt công tác an toàn giao thông để chúng ta xây dựng cái lực lượng lao động ổn định, phát triển. Đây là cái nhân tố quan trọng để đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cho nên chúng tôi quan tâm đến lĩnh vực này. Đặc biệt, trung tuần tháng 11 vừa qua, công ty cổ phần Pride Group phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, công ty Honda Việt Nam tổ chức khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho công nhân lao động. Gần 300 công nhân của công ty cổ phần Pride Group được các thành viên trong công ty Honda Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về cách lái xe an toàn, kỹ năng khi tham gia giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, tham gia các trò chơi đuổi hình bắt chữ với chủ đề an toàn giao thông, thực hành các thao tác, tình huống giả định khi tham gia giao thông trên máy tập lái xe, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Đào tạo thực hành lái xe an toàn qua các phần thi như phanh khẩn cấp, thăng bằng trên ván hẹp, cua vòng an toàn và phần thi khảo sát kiến thức an toàn giao thông. Anh Lê Thanh Sơn, công ty cổ phần Pride Đại Việt cho biết. Qua cái buổi tuyên truyền của ngày hôm nay thì là tôi thứ nhất là tôi nhận thức được rằng là nhất là mình khi tham gia giao thông mình phải chấp hành đúng luật lệ giao thông và có đầy đủ các giấy tờ và đi đúng cái làn đường quy định. Và qua đây thì tôi cũng tuyên truyền đến tất cả mọi người là khi tham gia giao thông là phải chấp hành đúng và không được uống bia rượu khi tham gia giao thông. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại công ty cổ phần Pride Group góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, trang bị cho người lao động những kiến thức hiểu biết cơ bản về luật an toàn, các giải pháp kỹ thuật điều khiển xe an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe tính mạng của người lao động, ổn định nguồn lực để phát triển bền vững.